beautiful. Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với channel của mình. Và hôm nay thì mình sẽ làm clip về khẩu Kriss Super Flame, đọc là Flame, gọi là ngọn lửa đấy. Dịch theo bên cái tiếng khửa của bên của cái súng này ra đấy. Các bạn vào phần súng này rồi chụp cái ảnh của khẩu súng này vào Google dịch thì nó sẽ dịch ra cho các bạn xem nhé. Và khẩu này thì chắc chắn khẩu này là một khẩu rất là dễ kiếm nha các bạn. Chỉ cần chơi ngày nào cũng chơi zombie thì mình chắc chắn là các bạn phải lấy được 15 khẩu này luôn, chứ đừng nói một khẩu. Mình nói thật đấy, khẩu này lấy rất là dễ. Chơi zombie thì dù có lấy được rồi, ôi, rồi có lấy được rồi cũng chán rồi, cũng thành ra nhiều khẩu. Phải gọi là nó bắt buộc lấy được nhiều khẩu nếu các bạn chơi chế độ zombie nhiều. Ôi, cái vãi, từ ơi, hấp diêm hả? Vỡ mồm này. Rồi, nhào vô. Ui, tình huống ghê vãi, thoát tim các bạn. Ui, chết rồi. Ôi, hên vãi. Một pha né dòm tịch ngu người. Rồi, má thầy đàn nó mới ghê chứ. Ơi, thằng này làm gì đấy? Làm gì đấy mẹ? Ôi, ôi, có một mình thôi. Tim đâu hết rồi. Vỡ mồm ơi. Rồi, tiêu. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục. Và hôm nay thì mình bật cái đồ họa cao nhất trong game. Nhìn thì nó cũng rất là đẹp. Các bạn cũng có thể thấy những cái rìu nó đẹp, đẹp kinh luôn. Khẩu súng cũng vậy. Bữa trước thì mình chỉnh nhầm nên chỉnh qua cái chế độ mắc cùi bắp nhất, chế độ đồ họa cùi bắp nhất đấy, xem nó dị vãi. Giờ mình chỉnh nó ngon hơn rồi nên xem cái gì nó cũng tuyệt vời hết đó. Các bạn thấy boss không? Nhìn nó như trên PC luôn các bạn ạ, không khác gì. Phải gọi là tuyệt đỉnh của đồ họa. Rồi, map nó hơi hẹp tí thôi nhưng đồ họa nó cũng rất là tuyệt vời. Đó, lao vô, lao thì chạy. Ngoại hình cái khẩu này cũng rất là đẹp. Nhìn skin lửa cháy của nó rất là đẹp. Nhìn nó chết vãi. Ôi, sao nhân thành hero vậy? Vãi thật. Phòng này chắc là pro zombie chứ còn gì nữa. Một là pro zombie, hai là chơi quá gà để bị cào. Ôi, lao lên lao xuống. Ui, đâu ra vậy? Đông vãi. Mỗi mình nữa. Ôi, anh thì không có khả năng cân tim đâu. Ôi, còn 6 thằng nữa luôn. Ôi, chết rồi. Rồi, tao còn trình đấy. Đéo biết tao còn trình hả? Rồi, cái tên ạc này cũng... Cái ạc này thì mình vừa mua được một bạn nào đó thì mình cũng quên rồi. Rồi có 48 mảnh ở trong cái kho đồ thì mình cày tầm 2 ngày là đủ. Cày cũng rất là dễ. Cày đủ 18 cái mảnh đó thì chúng ta đổi được 10 mảnh này, súng này thì phải. Bắn khẩu này thì rất là giật. Dí thì rất là gọi là mắc giật luôn các bạn ạ. Không có thể, rất là khó điều chỉnh cái độ giật của nó. Nó cứ xoay tròn luôn các bạn. Bắn khẩu này cũng rất là khó. Các bạn thấy bắn thì nhấp kiểu này thì bắn dễ hơn nhưng đạn nó ra chậm đấy. Mình bắn sấy nó không có phê. Phải gọi là sấy nó không có phê thôi. Chứ ở khoảng cách gần thì cũng đơn giản thôi. Sấy thoải mái. Cái tiếng khẩu này thì kêu nó kêu lẹt bẹt giống như cái kiểu gì ấy. Nếu tưởng tượng 18 cộng thì nó hơi giống cái tiếng ấy các bạn ạ. Rồi chắc là thằng khựa nó lấy cảm hứng từ cái tiếng ấy rồi nó lồng vào cái súng này hay sao ấy, mình đùa vậy thôi nhưng không biết là thế đéo nào. Đó, các bạn thấy bot nó đẹp hơn không? Ôi, đẹp hơn rồi cũng phải chết thôi. Ăn đau đi. Ui. Hack à, mày hack à. Hack này ui. Vãi, tao còn trinh à. Vãi lìn. Đặt cái tên chết lìn luôn các bạn ạ. Vừa hôm nãy thì lúc trưa đấy thì mình có thẩm du với 3Z. Không hiểu sao là mình cầm 3Z thì mình rất là thích thẩm du. Không hiểu là tại sao, cầm súng khác thì săn dom ok. Còn cứ 3Z là phải thẩm du thôi. Thẩm du mới thích các bạn ạ. Đó. Thẩm du mới ăn được nhiều kill. Và có một thằng nó chửi mình là cái loài chỉ biết vỡ mồm này, nao mình. Rồi, nó chửi mình là cái thằng chỉ biết thẩm du. Đứng mà thẩm du chứ chả có cái méo gì. Vâng, thì vậy đấy. Thì mình chỉ thích cầm 3Z thì chỉ thích thẩm du thôi. Chứ ngoài ra thì mình chả thích cái méo gì. Đó, câu chuyện hơi vớ vẩn tí nhưng các bạn chịu khó nghe vậy. Rồi, nhau vô. Đứng đây anh không sợ đâu. Rồi. Phải muốn bức tử anh đây mà. Nhìn khẩu súng lửa cháy, nhìn đẹp vãi các bạn. Khẩu này đam cũng bình thường thôi, chứ nó cũng không có to lắm. Nó không có nhỏ, chứ không phải là quá nhỏ để đánh giá thấp khẩu. Ôi, vỡ mồ mài. Vãi. Không để ý ạ. Phát đâu mình bay xuống nhanh thì ngon rồi. Ôi không sao. Chúng ta sẽ tiếp tục trận cuối. Các bạn nếu thấy thích thì hãy like và share video để ủng hộ mình nhé. Rồi qua đây. Ôi mít rồi. Rồi đâu rồi. Đây con hàng này. Đó, bắn dí vào nó xoay cái tâm của nó xoay vòng luôn các bạn ạ. Cực kỳ khó điều chỉnh cái tâm của nó. Trừ phi mà nó ở gần thì dễ thôi. Đó. Bắn thì nhấp thôi. Còn bắn mà zombie chết thì nó phun lửa ra đấy, thì cái đấy hiệu ứng thì súng xếp lửa thì các bạn cũng đã thấy rồi, thì cái nào thuộc về lửa thì các bạn cũng thấy rồi. Chỉnh qua đồ họa, mắc đồ họa nhìn rất là đẹp các bạn, không chê vào đâu được. Các bạn có cảm thấy vậy không, hãy comment để mình biết với nhá. Và các bạn đang ở chơi ở chế độ đồ họa nào thì hãy comment luôn. Mình thì bữa trước mình chỉnh đồ họa mắc cùi nhất nó mới ghê chứ, mình chỉnh nhầm, mình chỉnh lên cao nhất mà thành thấp nhất. Không hiểu sao nó lại chơi mượt đến vậy luôn chứ. Rồi đứng đây thẩm du. Ôi thành zoom hero luôn. Rồi hero rất là nặng. Hero cầm theo hàng, cầm theo một vũ khí rất là tối cao. Đó chính là vỡ mồm này, vỡ mồm lao anh này. Rồi đó chính là một cái loài vật rất là đẳng cấp pro, rất là sức mạnh rất là vô biên. Phải miêu tả nó gọi là một loại quái vật là đầu rồng, thân mang lầu đàn, cổ đầy lông ấy. Ôi vỡ mồm luôn rồi. Rồi mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem nhớ like và share cho mình nhé.